bánh mềm dẻo lắm cả nhà. Đó, thấy cái nhân không? Nhân đậu đen mịn trơn luôn. Dạ Linh xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại kênh LP Kitchen Cuộc Sống ở Mỹ của Linh. Mùa trung thu đến rồi. Năm nay Linh không có làm bánh trung thu nướng. Ở trong cái nhà kho của Linh á, Linh thấy còn được bịch bánh dẻo nè, là bịch bánh bột nếp rang đó, bột nếp chín đó. Thì sẵn dịp đây cái Linh làm ít cái bánh dẻo để ăn trung thu thôi. Đầu tiên á, là Linh phải đi thắng nước đường. Nước đường đây là Linh có, đây là nửa ký đường cát. Còn đây là nửa lít nước. Đó, Linh cho nước. Linh khuấy tan. Nước với đường á, là Linh quậy. Linh quậy cho nó tan đường rồi á, Linh sẽ bắt lên trên cái bếp Linh nấu. Khi mà mình bắt cái bếp nấu á, là mình không có quậy nữa nha. Đó, mình để im vậy cho đến khi nước đường nó sôi khoảng 5 phút. Nước đường nãy giờ là Linh nấu được 5 phút rồi nè. Là tính từ khi sôi đó, bây giờ Linh sẽ tắt lửa được rồi đó. Nước đường Linh nhắc xuống, xong rồi Linh cho vào đây hai cái ống vani để cho nước đường mình nó thơm. Bỏ vani vô nước đường thơm quá luôn. Rồi, nước đường đã chuẩn bị xong rồi đó. Tại vì hôm nay á, Linh làm bánh dẻo cấp tốc nên Linh dùng là nhân đậu đen. Đậu đen Linh không cần nấu, Linh sử dụng là đậu đen lon nè. Cái này là một lon đậu đen Linh đã rửa sạch sẽ. Một lon đậu đen này Linh sẽ làm nhân với 100g đường. Tại vì Linh không có muốn cái nhân ngọt quá. Linh cho đậu đen vào khói xay sinh tố lên xay nha. Cho hết vào đây. Đậu đen lon này nó nấu nhuyễn lắm rồi, mềm lắm. Quên. Linh xay chung với 100g đường. Đậu đen Linh đã quay xong rồi nè. Muốn cho đậu nó mịn á, Linh cho vào cái rây để Linh rây lại. Cho cái nhân của mình nó mịn màng hơn. Hồi nãy á, khi mà xay á, Linh có cho vào thêm 50ml nước lọc nữa để mình xay đậu cho nó dễ. Đó, Linh rây xong rồi nè, nó mịn màng rồi đó. Trước khi Linh bắt lên, Linh sơn á, thì Linh đang chuẩn bị 2 muỗng canh bột nếp. Đó, bột nếp chín nè, có hổm cái Linh làm còn dư. Đó, Linh sẽ có 2 muỗng canh bột nếp, 4 muỗng canh dầu ăn. Linh khuấy bột nếp với dầu ăn cho nó tan, để chút nữa mình cho vào trong nhân. Sau khi chuẩn bị dầu ăn với bột xong rồi đó, Linh sẽ bắt cái này Linh đem đi Linh sơn. Đầu tiên là mình sơn lửa lớn. Lúc này đậu mình nó còn lỏng nè, Linh sẽ bắt lửa lớn Linh sơn. Sơn sau khi mà nó sôi rồi đó, cái Linh sẽ bắt lại lửa nhỏ. Linh cho từ từ cái hỗn hợp dầu ăn với bột vào.
mình xên từ từ đến khi cục bột á nó sánh lại thành một cái khối, mình sờ nó không dính tay là được nha. Đó, giờ Nhân Linh xên được rồi đó, giờ nó không có dính tay nè. Giờ Linh sẽ tắt lửa cho vào một cái tô nhỏ. Nhân Linh xong rồi nè, Nhân cho ra tô đậy lại. Bây giờ mình chờ Nhân nguội với nước nguội chứ mình đi đóng bánh. Linh xếp cái ở nhà không có hộp, Linh lấy cái giấy nướng bánh nè, Linh xếp vuông vuông vậy Linh đựng bánh. Linh cho một tí bột áo vào trong cái khuôn trước, Linh tráng cái bột áo qua cái khuôn để cho cái khuôn đừng bị dính. Lựa cái bề mặt bóng là mình cho vào dưới đây. Rồi lấy cái tay mình ém xuống như vậy. Linh chứa cái bánh này ở trong cái khuôn này, thành ra Linh để vào đây luôn. Nhận xuất, mình nhận mình giữ nha, mình giữ khoảng 10 giây á. Rồi mình mới dở lên nè. Vậy là xong một cái bánh. Cái khuôn lên làm hơi lớn. Đó, bánh nhìn đẹp không? Bánh mới làm xong là hồi nãy cái khuôn mình có áo một tí bột, thành ra nó dính bột. Mình sẽ để như vậy nè, rồi nó từ từ bánh nó trong lại. Linh tiếp tục là Linh đông 100ml nước đường cho vào cái này. Trong nước đường này Linh đã có nước hoa bưởi rồi nha, 50g bột bánh dẻo. Mỗi lần mình đóng vậy đó, mình đóng lẫn cái một cái vậy đó, cho hết bột bánh dẻo vào đường rồi cái mình khuấy đều. Sau khi trộn đều rồi đó, Linh cho ra cái mâm, cái Linh nhồi sơ nó lại. Nhồi hai ba cái là được rồi, bột nó mịn liền thấy không? Nhân vào. Nhưng là Linh cân mỗi viên là 50g. Linh cho bề mặt bề láng xuống phía dưới, cái mình ném bánh xuống. Bánh lúc này rất là dẻo luôn. Mình nhấn xuống mình giữ 10 giây. Rồi dẻo lên. Thấy cái bánh đẹp không? Giờ mình cho vô cái bọc này nha. Nãy Linh làm cái vuông vuông này bự quá. Linh tiếp tục làm cho hết cái phần bánh này. Đó, mới Linh vừa làm xong nè.
làm được 5 cái bánh có nhân, còn hai cái cọng dài dài này là bánh dẻo không nhân. Bỏ thời gian ra chút xíu mình làm được 5 cái bánh. Mỗi cái bánh này của Linh là hơn 200 g. Cái cuộn của Linh là 200 g cái bánh, bởi cái nào cái nấy bự quá bự luôn. Cái bánh nào mà làm trước đó là nó hơi trong rồi nè. Cái bánh này để đây tới chiều là mình ăn được nha. Cái bánh này làm sao là nó còn dính bột nè. Chút xíu nữa là bột nó ngấm vào là nó trong giống như bánh này. Đó. Giống cái luộc tái heo không? Đó, bánh này là bánh không nhân nè. Linh này thích bánh không nhân, bánh dẻo không vậy đó. Nãy cái Linh cho miếng nha, bột màu vô khi thấy. Bánh mềm lắm cả nhà. Dẻo. Thơm. Linh thích ăn bánh không nhân. Nhớ ở Việt Nam á, ăn bánh dẻo tặng là bánh không nhân vậy không nè. Đây, đây là cái bánh dẻo Linh làm qua nè. Cái bột trắng trắng nó đã tan rồi. Đó, bây giờ Linh sẽ cắt ra cho cả nhà cùng xem nha. Bánh mềm dẻo lắm cả nhà. Đó, thấy cái nhân không? Nhân đậu đen mịn trơn luôn. Để lên chụp hình cái. Tưởng cái nhân nhỏ mà cái nhân đâu có nhỏ đâu cả nhà. Linh thì thích ăn cái cái vỏ dày. Rất là dẻo luôn nè, nó không có bị cứng. Linh đã để một ngày một đêm rồi đó, cho cái bột áo nó thấm đường. Linh mời cả nhà ăn bánh dẻo với Linh. Linh ăn thử nha. Linh làm cái nhân nó không có ngọt. Cái vỏ thì nó hơi ngọt hơn cái nhân, nhưng mà cái nhân nó không có ngọt, thành ra ăn nó không có bị ngán. Bánh rất là dẻo mà ngon nữa. Còn mấy ngày nữa là tới Trung Thu rồi, cả nhà mừng đi, nhanh lắm, ăn liền. Mừng bữa trước bữa sau ăn rồi. Khỏi mua ở chợ, mình sợ để lâu có chất bảo quản này kia. Ở nhà mình làm là không có chất bảo quản, mình làm mình ăn liền. Rất là ngon luôn, mà nhanh gọn lẹ nữa. Nếu mà các bạn ăn cái nhân to đó, thì một bịch bột nếp rang á, thì cả nhà làm là 2 lon đậu đen. 2 lon đậu đen thì xài 200g đường sên giống Linh vậy đó, là rất là ngon luôn. Chia đều bánh ra. Giờ Linh xin dừng video tại đây. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Linh. Linh xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào video kế tiếp nha. Bye bye. Chúc cả nhà có một mùa Trung Thu thật là vui vẻ.